Alo. Vâng, ta cùng đến với trận thi đấu thứ ba trong series đấu thứ ba. Tỷ số là một đều, màn hình máy của tuyển thủ Gunny cầm Gredek. Còn bên lớp là người cầm cho Son. Hảo rồi. Bên kia có một Kata và một Baby thì phải. Dường như là như vậy. Vâng, cho Son có quả phụ. Còn Gredek, người ta đến màn hình máy của thủ Gunny trước. Có lẽ là nên như vậy. Vâng, bãi quả đầu của Gredek cũng là tương đối đẹp. Một bãi quả chỉ 6 cây thôi. Khá khiêm tốn. Và hy vọng sẽ có voi về sớm. Vâng, Babylon và Kata. Chính xác là như vậy. Baby là của He He. Còn Kata là của BB thì phải. Vâng, chúng ta tiếp tục quay trở lại thôi. Màn hình máy của game thủ Gunny cầm Gredek. Một bầy hiêu các bạn có thể thấy là cực kỳ khó nhằn. Vâng, có quả phụ. Nhưng bây giờ thì cố gắng phải quay cái bầy hiêu này về cái đã. Gần chiếc BS ăn vàng. Vâng, thêm một bầy hiêu phụ. Vâng, đó là hiêu chính chứ không phải là hiêu phụ. Nhưng con dân. Vâng, nông dân đã sống sót trong tình huống vâng gặp sư tử vừa rồi. Bây giờ thì đẩy bầy hiêu này về. Và chúng ta cùng xem hiêu mấy nào. Vâng, chuyển qua màn hình máy game thủ bên lớp một chút. Gunny vẫn đang cố gắng đẩy bầy hiêu này về. Tương đối khó khăn với bài Gredek như thế này. Vâng, cho Son tham lai 18 trên 24 rồi. Vâng, đi ra đi ăn gỗ thì gặp cặp sư tử. Vâng, khuyến mại thì nhận luôn. Mình xin 6 nông dân ăn gỗ. Thời điểm này là hơi muộn, nhưng bắt buộc phải ép thực. Vâng, để kích đời cái đã. Sau đó thì mới tính đến cái chuyện ép gỗ sau. Đẩy nông dân ra ăn bãi quả phụ. Một bãi vàng là khá đẹp. Nhưng ở thời điểm này vâng phải ăn quả phụ cái đã. Vâng, một bãi quả phụ 6 cây. Nhưng vị trí đóng BG có lẽ là không phải mắc binh nhất. Vâng, nhả dân rồi. 23 thôi, không quá nhiều. Vâng, kích đời ở 736 với 23 nông dân cho Son. Thêm nông dân ra ăn 7 hiêu. Vâng, đồ đạc là khá đời huề trong trận đấu này. Vâng, cho Son thường người ta vẫn gọi tuyển 1,5 là như vậy. Chuyển sang màn hình máy cầu thủ Vlup. À, chuyển sang màn hình máy cầu thủ Gunny. Ăn bãi quả phụ 6, như vậy là Gunny cũng có quả phụ 6. Nhưng Gunny là một bài không được khỏe như Vlup. Không được khỏe như Vlup. Bài sẽ kích muộn. Đúng là như vậy rồi. Bài vâng 83x mới có thể kích 1. Chậm hơn game thủ Vlup 1 phút trong game. Vâng, chỉ một mình game thủ Gunny là lên đời vâng một muộn nhất thôi. Tất cả còn lại đều lên hết rồi. Vâng, cố chặt cái gốc gỗ này để đóng BM. Như vậy là đóng luôn, không cần phải chặt nữa. Vài có lẽ sẽ vẫn đầu 10 của game thủ Gunny. Có lẽ là như vậy. Ba nông dân đóng nhà là cực kỳ nhanh. Vâng, 10-5-8.
15-8 với 25 nông dân Greg. Cố gắng ôm gỗ đóng BS, sau đó thì quay ruộng. BS ăn gỗ cái đã, sau đó mới quay ruộng được. Lực thì có vẻ là còn bãi quả phụ nhưng không còn nhiều. Khi bãi quả phụ sắp hết. Về lớp 23 và 1 giờ. Đây rồi. Vâng, nông dân ăn hoang của... Vâng, chính xác là ăn, ăn để lên đời chứ không phải là ăn hoang. BB. BB là người cầm Kata thì phải. Vâng, Kata đang khá tỉnh. Đóng L2 hay đóng P? Có lẽ là P thôi. Đã bị phát hiện mỏ quả ăn hoang phía này rồi. Vâng, Kata đã giấu dân khá khéo. Một P cạnh nhà chính và Kata cũng đã nhảy 3 rồi. Một bài Kata khá sớm sủa. Bánh xe luôn. Và vâng, cho nông dân hết về nhà chính. Cho hết về nhà chính và giữ dân. Lực không phải là không còn. Sóc P và sau đó thì tiếp tục vâng vẽ 1, 2, 3 chiếc ruộng hình cánh hoa gì đó. Giữ dân đi đã. Giữ dân thời điểm này là quan trọng. Cũng có P đến từ BB cầm cá thà rồi. Và chúng ta hãy cùng sang màn hình máy của game thủ Gunny. Tham lai 28 rồi. 25 nông dân và 2 chéo cộng 1 giò. Quay được 4, 3, 4 chiếc ruộng gì đó sát cái BG này. Vâng, bây giờ thì quyết định ôm chết nhà cầu thủ BB cái đã. Sau đó thì vâng, he he tính sau. He he là người cầm Baby Lord. Tất nhiên là sẽ có cung R giải quyết được những con phủ. Vâng, khởi nghĩa luôn. Vậy là Vên Lớp là người khởi nghĩa luôn. Hổ báo và cáo trồn. Tên này thành công hay không? Ta cùng chờ xem. Không thành công rồi, có phù ra rồi. Có phù ra đến từ game thủ vâng he he trong tuần này rồi. Thần Lai vẫn là 30 đến từ game thủ gắn đi. Nhưng sau tuần khởi nghĩa này có lẽ sẽ tụt. Vâng he he bắt đầu có những tuần cung R đầu tiên. Đẩy sang cứu game thủ BB trong tuần này. Và màn hình máy game thủ Vlớp. Vlớp đang cố gắng khởi nghĩa vẩy e phía trong tập 2. Nhưng lại vâng, nhưng lại bị phù ở phía trong phù tập 3. Vâng, lại bị phủ mất dần ở phía ngoài. Thôi, thôi. Không ổn rồi. Tên này hoàn toàn không ổn một chút nào. Vâng, BB là người vâng chui hốc quá khéo. Và đi sai rồi. Vâng, cố chạy gối mà không ăn được cái thủ BB. Vâng, tỷ số là 2-1 dành cho BB và He. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên ở cặp đôi Gunny và Vlớp thôi.